Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Góc nhìn khán giả được phát sóng trực tiếp vào lúc 19:35 hàng ngày trên kênh VTC14. Trong chương trình ngày hôm nay, Chủ nhật, mời quý vị cùng chúng tôi điểm lại một số clip đáng chú ý đã được khán giả gửi đến trong tuần. Mở đầu là những phản ánh về giao thông. Thưa quý vị, tuần qua ban biên tập của chương trình đã nhận được clip của khán giả Phạm Thành từ địa chỉ email phạmhiuthanhfly@gmail.com phản ánh làng Đại học Quốc gia khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh là nơi đào tạo hàng chục nghìn sinh viên. Số lượng sinh viên đông cộng với sự buông lỏng của chính quyền địa phương trong việc kiểm tra giám sát nên tình trạng tuân thủ luật giao thông ở đây rất kém. Khán giả Phạm Hữu Thành từ số điện thoại 0982 với 3 số cuối là 511 phản ánh, tình trạng xe máy đi ngược chiều xảy ra thường xuyên trên quốc lộ 1A, đoạn trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh, thuộc phường Linh Trung, quận Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh. Đã có rất nhiều vụ tai nạn thương tâm xảy ra tại đây, tuy nhiên thì tình trạng người điều khiển cho xe máy chạy ngược chiều vẫn diễn ra khá phổ biến. Khán giả Nông Văn Nam từ địa chỉ email nam1205.agc@gmail.com cũng cho biết, hiện nay tình trạng mất nắp hố ga hàng loạt xảy ra trên dọc tuyến đường quốc lộ 32, đoạn đường Hồ Tùng Mậu và đường Phạm Hùng Hà Nội. Những chiếc hố ga lộ thiên này rất nguy hiểm cho người đi bộ. Anh Thành cũng đã gửi tới chương trình một số hình ảnh phản ánh về vấn đề này. Thưa quý vị, vào sáng ngày 9 tháng 5, một vụ tai nạn đã xảy ra tại huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội, khiến một người bị thương nặng. Nguyên nhân của vụ tai nạn chính là do sự thiếu ý thức của một số hộ kinh doanh ven đường. Lòng đường đã hẹp, nay càng hẹp hơn bởi nhiều hộ kinh doanh tập kết vật liệu xây dựng dưới lòng đường. Đó là nội dung phản ánh của khán giả Tạ Xuân Mai từ địa chỉ email tạxuanmai1983@gmail.com. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi lại những đoạn clip này. Đây là những hình ảnh dễ dàng bắt gặp tại khu vực làng Đại học Quốc gia, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định và tình trạng phóng nhanh vượt ẩu thường xuyên diễn ra. Việc này đã kéo dài suốt nhiều năm qua. Tuy nhiên, dường như các lực lượng chức năng đã bỏ quên khu vực này. Những hình ảnh này khán giả Hữu Thành ghi lại vào ngày 5 tháng 5 vừa qua trên quốc lộ 1A, đoạn qua phường Linh Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Tình trạng xe máy đi ngược chiều khá phổ biến, gây ra những điểm đen về ùn tắc và tai nạn giao thông. Rõ rệt nhất là đoạn đường từ Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh đi qua quốc lộ 1A về đường 17, quận Thủ Đức và từ đường quốc lộ 1A qua Đại học Nông Lâm vào khu làng Đại học Quốc gia. Thay vì phải đi vòng ít nhất 1 km theo đúng luật giao thông, người điều khiển phương tiện lại chọn cách đi ngược chiều để tiết kiệm thời gian. Những hình ảnh này được ghi lại trên tuyến đường Hồ Tùng Mậu và đường Phạm Hùng Hà Nội. Hố ga này có dây cáp điện loằng ngoằng nối từ cột điện cao thế trước cổng hầm đi bộ sát tòa nhà Sông Đà nằm trên đường Phạm Hùng. Đoạn ở cổng vào khu đô thị Nam Trung Yên xuất hiện những hố ga to, dây điện loằng ngoằng. Những hố ga này biến thành nơi đổ rác thải gây mùi hôi nồng nặc. Những hố ga được che đậy tạm bợ bằng tấm nhựa và dây điện, coi như đây là một dấu hiệu cảnh báo người đi đường. Đây là hiện trường vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 7 giờ sáng ngày 9 tháng 5 trên đường 492 đoạn gần trường Trung học Phổ thông Đồng Quan, huyện Phú Xuyên, Hà Nội. Tuy nhiên, nguyên nhân chính là do một số người dân thiếu ý thức đã lấn chiếm lòng đường làm nơi tập kết vật liệu xây dựng. Lòng đường nhỏ hẹp lại bị lấn chiếm, trong khi lượng xe qua lại đây tương đối lớn, khiến tuyến đường 492 tiềm ẩn tai nạn là rất lớn. Chương trình sẽ được chuyển sang phần điểm một số clip về môi trường. Thưa quý vị, suốt 6 năm qua, hàng trăm hộ dân ở thôn Hoàng Xá, xã Lại Thượng, huyện Thạch Thất và thôn Ngọc Kiên, xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây, Hà Nội phải sống trong tình trạng ô nhiễm nặng nề do trang trại nuôi lợn thịt ở đây gây ra. Khán giả Xuân Hiếu có số điện thoại 0963 với 3 số cuối là 525 đã ghi lại và gửi về cho chương trình một số hình ảnh về những tác động của trang trại lợn này đối với cuộc sống của người dân. Một khán giả ở tỉnh Phú Thọ cho biết, hiện nay trên địa bàn thị trấn Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ tồn tại rất nhiều lò gạch thủ công. Thời gian gần đây chúng hoạt động một cách thường xuyên và hết công suất. Những lò gạch này không chỉ gây ảnh hưởng tới sức khỏe của người dân mà còn khiến cho hoa màu ở đây héo chết. Từ nhiều năm nay, tại khu vực giáp danh của hai xã Cam Hiệp Nam và Cam An Nam của huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa có một bãi rác lộ thiên nằm ngay tại dốc đỏ, sát với nhiều trường học trên địa bàn. Hàng ngày cô vợ trò những ngôi trường này phải học tập trong bầu không khí ô nhiễm nặng nề.
Đó là nội dung phản ánh của khán giả Vân Hằng có địa chỉ email vân-hằng-512a@yahoo.com. Thưa quý vị, một khán giả trú tại huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên cho biết, trường mầm non Lương Phú có địa chỉ tại xóm Lương Tạ 1, xã Lương Phú, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên là một trường đạt chuẩn. Các trang thiết bị phục vụ cho việc dạy và học của cô và trò ở đây đều khá khang trang và hiện đại. Tuy nhiên, có một điều đáng buồn là môi trường sư phạm ở đây đang bị ô nhiễm nặng nề do người dân tiến hành trồng chuối và rải các loại phân ngay trong khuôn viên của trường. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi lại những đoạn clip này. Đây là trang trại chăn nuôi lợn được làm theo mô hình khép kín của công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam có nhà máy ở thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội. 6 năm hoạt động, trại lợn này gây ô nhiễm ngày càng nghiêm trọng. Tuy chăn nuôi theo quy mô công nghiệp với 11 chuồng nuôi, nhưng trại lợn nằm ở làng Hoàng Xá này lại xây dựng rất sơ sài, tạm bợ, không có tường chắn bao quanh. Còn những bể chứa phân lợn lộ thiên chỉ được che đậy bằng bạt nhựa hoặc các tấm pro xi măng. Phân lợn xả thẳng ra sông Tích gần đó thông qua rất nhiều đường ống nhựa chôn ngầm dưới đất. Dân Hoàng Xá trước nay vẫn rất nhiều người sống bằng nghề cào hến ở sông Tích. Giờ thì, nhìn dòng nước thải từ trong trang trại lợn chảy lênh láng xuống sông, nhiều người không khỏi rùng mình ái ngại khi chứng kiến cảnh ngục lặn cào hến, mò chai của người dân địa phương. Không dựa vào nghề cào hến để mưu sinh như người dân thôn Hoàng Xá, nhưng hàng trăm hộ dân tại thôn Ngọc Kiên, xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây cũng chung số phận, gánh chịu hậu quả nặng nề từ trang trại lợn này. Những ngày trời mưa, phân lợn theo nước dâng ngập cánh đồng lúa, khiến rất nhiều hộ dân phải bỏ ruộng hoang bởi có mất công trồng lúa cũng không thể trổ bông, mặc dù thân rất mập mạp. Hình ảnh này được ghi lại tại địa bàn hai xã Xuân Lũng và Thạch Sơn, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Tại đây vẫn còn tồn tại hàng chục lò gạch thủ công, ngày đêm nhà khói nghi ngút. Những lò gạch này được xây dựng ngay sát ven sông để tiện cho việc khai thác đất. Ngoài ra, một diện tích lớn đất nông nghiệp xung quanh khu vực các lò gạch cũng bị bỏ hoang bởi trồng bất kỳ loại cây gì đều không cho thu hoạch mà dần bị chết khô. Trục đường nối liền hai xã Cam Hiệp Nam và Cam An Nam của huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Ngay sát trục đường này là bãi rác tập trung lộ thiên của địa phương. Hàng ngày bãi rác tiếp nhận hàng chục tấn rác thải từ sinh hoạt đến công nghiệp. Số lượng rác thải này thường không được thu gom về khu vực xử lý tập trung mà được đốt ngay tại bãi và không hề được tiến hành phân loại rác. Cách đó không xa là trường Trung học cơ sở Hoàng Hoa Thám và Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện Cam Lâm. Cô và trò trong ngôi trường này vẫn phải dạy và học trong bầu không khí nồng nặc mùi xú ế. Những hôm trời nổi gió, các học sinh vẫn phải vừa bịt mũi, vừa nghe cô giáo giảng bài. Trường Mầm Non Lương Phú, một trong những trường điểm của huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. Hệ thống cơ sở vật chất của trường khá khang trang. Hầu hết diện tích sân chơi đã được lát gạch sạch sẽ, duy chỉ còn một khoảng trống giữa sân vẫn là nền đất. Người ta đã trồng chuối trên diện tích đất này. Còn những bao tải dứa này bên trong chứa đầy phần lợn, phần gà, phục vụ cho việc bón cây. Ngay sát đó là sân chơi của các cháu. Chương trình sẽ được tiếp tục với phần điểm một số nội dung khác đã được khán giả gửi về trong tuần. Tuần qua, góc nhìn khán giả đã nhận được chia sẻ của khán giả Đoàn Hữu Dánh từ số điện thoại 0917 với bản số cuối là 873 cho biết. Vào sáng ngày 9 tháng 5 vừa qua, Trạm Y tế xã Phan Phú, huyện Thường Tín, Hà Nội đã phối hợp với Bệnh viện Mắt Quốc tế DND tổ chức khám chữa các bệnh về mắt, chăm sóc sức khỏe ban đầu và cấp thuốc miễn phí cho người cao tuổi trong xã với tổng số tiền thuốc cấp miễn phí gần 100 triệu đồng. Hoạt động này đã nhận được sự ủng hộ của toàn bộ người dân tại địa phương. Và vào sáng ngày 10 tháng 5, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức cưỡng chế phá dỡ các công trình, nhà cửa xây dựng, vi phạm quy hoạch, sai mục đích sử dụng đất của 57 hộ dân ở các thôn Trường Sơn và thôn Tân Phong, xã Kỳ Thịnh. Một số hình ảnh về cuộc cưỡng chế này đã được khán giả Trần Mạnh Hải từ số điện thoại 0979 với bản số cuối là 687 gửi về cho chương trình.
Thưa quý vị, bất chấp cảnh báo nguy hiểm và đã từng có rất nhiều vụ tai nạn thương tâm xảy ra, thế nhưng rất nhiều sinh viên và người dân vẫn phá rào để vào khu vực hồ đá ở thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương bơi lội giải trí. Đây là nội dung phản ánh của khán giả Phạm Hữu Thành từ số điện thoại 0982 với 3 số cuối là 511. Thưa quý vị và các bạn, xã Tân Minh, Thường Tín, Hà Nội là vùng trồng các loại rau thơm được quy hoạch khá bài bản. Hiện xã đang có kế hoạch tiếp tục mở rộng thêm diện tích trồng rau ra một số thôn. Đến nay thì toàn bộ diện tích trồng rau của xã trở thành vùng sản xuất rau an toàn. Khán giả Đoàn Hữu Dánh có địa chỉ email hiusanhhs@gmail.com trong một lần ghé thăm địa phương này đã ghi lại một số hình ảnh về mô hình trồng rau an toàn tại đây. Thưa quý vị, nhiều năm nay, câu lạc bộ đơn ca tài tử ở phường Vĩnh Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã tạo một sân chơi bổ ích và duy trì hoạt động đơn ca tài tử tại địa phương. Tại sân chơi này, người cao tuổi có thể hát đơn, còn những thanh niên đam mê bộ môn nghệ thuật này có thể học hỏi. Đây chính là nội dung chia sẻ của khán giả Vân Hằng từ địa chỉ email vân-hằng-512a.gmail.com. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi lại những đoạn clip này. Trong buổi khám mắt miễn phí vào ngày 9 tháng 5 vừa qua, hơn 50 người cao tuổi tại xã Văn Phú, huyện Thường Tín, Hà Nội đã được các chuyên gia, bác sĩ của Bệnh viện Mắt Quốc tế khám, chẩn đoán và tư vấn cách chăm sóc và phòng ngừa các bệnh về mắt. Với những trường hợp phải điều trị hay thay thủy tinh thể, bệnh viện đều có phác đồ điều trị lên phương án hỗ trợ, giảm tối đa chi phí đi lại, kinh tế của các bệnh nhân. Chương trình khám mắt miễn phí cho người cao tuổi lần này với tổng kinh phí tiền thuốc lên đến 100 triệu đồng do Bệnh viện Mắt Quốc tế DND tài trợ. Thì tình hình xây dựng cơi nới trái phép trên địa bàn các xã nằm trong khu kinh tế Vũng Áng nói chung và xã Kỳ Thịnh, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh nói riêng, đã có hàng trăm hộ dân ồ ạt xây dựng trái phép nhà cửa và các công trình trên những vùng đất đã được quy hoạch đất sản xuất nông nghiệp, làm sai mục đích sử dụng đất. Hiện nay tại các thôn Trường Sơn và thôn Tân Phong ở xã Kỳ Thịnh có 57 hộ dân xây dựng trái phép 68 công trình. Hầu hết các nhà xây này không phải để phục vụ mục đích sinh sống mà chưa tiền đền bù của nhà nước. Những hình ảnh này được ghi lại vào ngày 5 tháng 5 vừa qua tại khu vực Hồ Đá thuộc phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Mặc dù đã được chính quyền sở tại dùng thép gai bao bọc xung quanh và treo biển cảnh báo nguy hiểm, nhưng sinh viên, công nhân, người dân vẫn vô tư xé rào vào phía trong hồ để vui chơi. Theo người dân cho biết thì cấu trúc của hồ đá rất phức tạp. Xung quanh là những vách đá treo leo, sinh viên đến chơi dễ bị sẩy chân ngã xuống lòng hồ. Ngoài ra, lòng hồ có nhiều hộc đá ngầm, càng xuống sâu, nước hồ càng lạnh nên rất dễ bị đuối nước. Khác với những vùng trồng rau khác, Tân Minh chỉ chuyên canh các loại rau thơm. Một số loại rau của vùng đất này khá được thị trường ưa chuộng như rau húng, kinh giới, rau thơm, tía tô. Các loại rau an toàn trồng tại đây từ khâu làm đất, tưới tắm đến chăm sóc đều được tuân thủ theo quy trình hết sức nghiêm ngặt. Hiện trên những cánh đồng rau ở Tân Minh, nông dân đã tiến hành khoan hàng chục giếng tạo nguồn nước sạch để tưới rau, xây dựng đồng bộ hệ thống điện, phục vụ cho bơm nước tưới rau tới từng thửa ruộng. Ngoài việc xây dựng hệ thống hạ tầng đảm bảo cho 100% diện tích trồng rau có nguồn nước sạch để tưới, người trồng rau Tân Minh luôn chấp hành nghiêm chỉnh quy trình phòng trừ sâu bệnh tổng hợp trong quá trình sản xuất rau an toàn. Nằm ngay dưới chân cầu Xóm Bóng, điểm sinh hoạt đơn ca tài tử độc đáo của các văn nghệ sĩ nghiệp dư tại phường Vĩnh Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa được tổ chức hàng đêm vào những tháng mùa khô. Khách đến xem đều là những cư dân địa phương mà hầu hết đều là ngư dân. Những tiết mục vọng cổ, những trích đoạn của các vở tuồng cải lương đặc sắc được các nghệ sĩ không truyền thể hiện, trong đó cũng có những khán giả lên tham gia ca hát. Những bài cổ nhạc như Hoa Mua Trắng, Hoa Tím Bằng Lăng cùng các vở Thoại Khanh, Châu Tuấn, Mùa Thu trên Bạch Mã Sơn được diễn rất thành công để phục vụ bà con nhân dân sau những ngày làm việc mệt nhọc. Thưa
quý vị, cách đây không lâu, chương trình Góc nhìn khán giả cũng đã phát sóng phản ánh của một số hộ dân tại thôn An Lão, xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc về việc con mương tưới tiêu cho hơn 300 hectare đất của hợp tác xã An Lão bị công ty FLC Travel lấn chiếm, gây ảnh hưởng tới sản xuất nông nghiệp của bà con nhân dân. Mới đây, chương trình đã nhận được công văn của Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc trả lời về vấn đề này như sau. Ủy ban Nhân dân huyện xác nhận nội dung phản ánh trên là có thực. Ngay sau khi phát hiện sự việc, Ủy ban Nhân dân huyện cùng Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Thịnh, lãnh đạo các thôn liên quan tổ chức nhiều buổi làm việc với công ty FLC Travel, nhân dân thôn An Lão để làm rõ sự việc và bàn biện pháp giải quyết. Đến nay thì vụ việc vẫn đang được Ủy ban Nhân dân huyện chỉ đạo Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Thịnh xem xét, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật đất đai của công ty FLC Travel. Khi nào có kết quả giải quyết thì Ủy ban Nhân dân huyện sẽ có văn bản gửi tới chương trình và trả lời cho công dân. Thưa quý vị, trong tuần qua thì Góc nhìn khán giả cũng đã nhận được công văn trả lời của Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc về việc một số công dân phản ánh nhà máy xử lý rác thải tại thị trấn Thổ Tang vẫn chưa xây dựng xong, nhưng rác thải vẫn được thu gom tập kết tại đây gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và bức xúc cho người dân. Cụ thể, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, Ủy ban Nhân dân thị trấn Thổ Tang đã lập quy hoạch xây dựng bãi rác tập trung tại xứ đồng Cổ Trầy, Quán Quỳnh với diện tích là 12.144 m². Công trình đã được Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Tường ra quyết định thu hồi đất tới từng chủ sử dụng để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng xây dựng công trình bãi xử lý rác thải. Đến nay, bãi rác thải đã được đầu tư xây dựng theo đúng hồ sơ thiết kế, kỹ thuật được phê duyệt. Từ tháng 12 năm 2012, Ủy ban Nhân dân thị trấn Thổ Tang đã chỉ đạo hợp tác xã dịch vụ môi trường thu gom, vận chuyển toàn bộ rác thải trên địa bàn thị trấn tới bãi rác nêu trên để xử lý. Tuy nhiên, thì rác thải tại bãi rác được tập kết thành đồng, chưa có biện pháp xử lý đảm bảo vệ sinh môi trường. Việc quản lý, vận hành bãi rác chưa thực hiện đúng theo hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường. Do vậy, tại bãi rác vẫn phát sinh mùi hôi, ruồi muỗi và khói thải do đất âm ỉ. Để đảm bảo vệ sinh môi trường tại khu vực bãi rác và xung quanh bãi rác, Ủy ban Nhân dân huyện yêu cầu Ủy ban Nhân dân thị trấn Thổ Tang thực hiện quản lý vận hành bãi rác tại xứ đồng Cổ Trầy, Quán Quỳnh, thị trấn Thổ Tang theo đúng hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường. Đồng thời chỉ đạo hợp tác xã dịch vụ vệ sinh môi trường không được xử lý rác bằng các biện pháp đốt tự nhiên, tránh gây ô nhiễm môi trường xung quanh. Thưa quý vị, còn bây giờ để giúp quý vị và các bạn tiện theo dõi các chương trình được phát sóng trên kênh VTC14, Góc nhìn khán giả xin được dành một phần thời lượng để điểm qua một số chương trình đã và sẽ được phát sóng trong thời gian sắp tới. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng điểm lại một số chương trình đã được phát sóng trong tuần qua. Sau 13 phiên đấu thầu, từ với hơn 14 tấn vàng được tung ra thị trường, giá vàng trong nước vẫn tiếp tục giữ mức chênh lệch cao so với giá vàng thế giới, với mức kỷ lục lên tới gần 7 triệu đồng một lượng. Nhiều chuyên gia cho rằng, dường như chủ trương của Ngân hàng Nhà nước trong việc bình ổn thị trường vàng không đạt được kỳ vọng như đặt ra ban đầu. Những biến động của thị trường trong thời gian vừa qua đã làm ảnh hưởng đến người dân, người mua vàng, đến các doanh nghiệp kinh doanh vàng và lớn hơn cả là nền kinh tế vĩ mô. Việc độc quyền thị trường vàng của Ngân hàng Nhà nước đang làm phát sinh nhiều bất cập, không theo cơ chế thị trường và đi ngược với xu hướng thế giới. Đã đến lúc cần phải trả lại thị trường cho vàng, thay vì Ngân hàng Nhà nước tiếp tục cơ chế quản lý theo kiểu một mình một chợ, điều tiết chủ yếu bằng biện pháp hành chính như hiện nay. Cuộc sống chẳng khi nào trọn vẹn theo đúng ý con người. Các biến cố dường như là một phần tất yếu của cuộc sống. Nếu như chúng ta buông xuôi trước những biến cố, những nghiệt ngã của số phận, chắc chắn chẳng bao giờ chúng ta cập bến, đến được những bến bờ của hạnh phúc. Cuộc đời của bệnh nhân ung thư Ngô Thị Ngọc Hân ở Hải Phòng đã diễn ra đúng như vậy. Phát hiện mình mắc căn bệnh ung thư vú vào năm 2012, sau khi phẫu thuật, những tưởng căn bệnh đã thoái lui.
Tuy nhiên, đến tháng 8 năm 2012, các bác sĩ đã chẩn đoán chị bị di căn sang gan. Nghe được tin này, chị Vân và gia đình dường như bị gục ngã. Tuy nhiên, chị đã sốc lại tinh thần đúng lúc để chăm chỉ uống thuốc, ngồi thiền, tập yoga, điều trị theo phác đồ của bác sĩ. Chính vì vậy, cuộc sống của chị vẫn diễn ra hết sức ý nghĩa. Với sự tiến bộ của y học, căn bệnh ung thư không còn quá đáng sợ như trong suy nghĩ của mọi người. Nhiều bệnh nhân thậm chí đã di căn nhưng vẫn có thể sống vui vẻ và kéo dài tuổi thọ của mình. Chính vì vậy, các bạn đừng khi nào thua hy vọng. Chỉ có tuyệt vọng mới thực sự là dấu chấm hết. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những chương trình đáng chú ý sẽ phát trong tuần tới trên kênh VTC14. Cao nguyên đá Đồng Văn hay Sơn Nguyên Đồng Văn là một cao nguyên đá trải rộng trên 4 huyện Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc của tỉnh Hà Giang. Ngày 3 tháng 10 năm 2010, hồ sơ công viên địa chất cao nguyên đá Đồng Văn đã được Hội đồng Tư vấn Mạng lưới Công viên Địa chất Toàn cầu của UNESCO chính thức công nhận là công viên địa chất toàn cầu. Đây hiện là danh hiệu duy nhất ở Việt Nam và thứ hai ở Đông Nam Á. Vừa qua, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã ký quyết định đầu tư giai đoạn 2 cho cao nguyên đá 2013-2015 và tầm nhìn 2030, khẳng định giá trị của cao nguyên đá là công viên địa chất toàn cầu và những yêu cầu cần thiết cho nghiên cứu khoa học. Phim tài liệu Góc nhìn cuộc sống, tình yêu của đá là những thước phim một lần nữa khẳng định những giá trị to lớn của nơi đây. Nó là một cách nhìn khẳng định giá trị nhân văn, tinh thần sống và tình yêu của con người tại một nơi không đất, không nước. Từ câu chuyện với đá mà vẽ lên vẻ đẹp tâm hồn của con người. Từ chuyện cả cao nguyên đá hiện lên những mảnh đời sống và yêu trên đá để thấy tình người, giá trị sống tại nơi xa xôi và khô cằn ấy. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phim tài liệu Tình yêu của đá phát sóng vào 20 giờ ngày 12 tháng 5 trên kênh VTC14. Nghệ An là một tỉnh thường xuyên phải chịu cảnh bão lũ. Trung bình hàng năm, tỉnh thường phải hứng chịu từ 4 đến 5 cơn bão đổ bộ trực tiếp. Thêm vào đó, trên địa bàn tỉnh tập trung nhiều sông suối, hồ đập lớn, nên khi có mưa bão, công tác đảm bảo hồ đập trở nên vô cùng cấp thiết. Vì các hồ thủy lợi, thủy điện đều nằm trên địa hình cao, khi hồ bị vỡ sẽ tạo thành quả bom nước khổng lồ đổ xuống gây thiệt hại đến tính mạng và tài sản của người dân. Chương trình Sống chung với lũ phát sóng vào 18 giờ ngày 14 tháng 5 năm 2013 sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn những nguy cơ mất an toàn tại hệ thống hồ đập ở Nghệ An, cũng như một số giải pháp khắc phục tình trạng trên để đảm bảo an toàn cho người dân và tài sản trong mùa mưa bão sắp tới. Chương trình Góc nhìn khán giả ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin được khép lại tại đây. Nếu có thông tin hình ảnh clip đáng chú ý, quý vị khán giả gửi ngay về cho chúng tôi theo địa chỉ chương trình Góc nhìn khán giả kênh VTC14 đài truyền hình kỹ thuật số VTC số 65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội, hay email đến địa chỉ gocnhinkhangia@vtc.vn. Hoặc quý khán giả cũng có thể gọi điện đến đường dây nóng 0904881414. Khi gửi ảnh clip chia sẻ về cho chương trình, quý vị hãy ghi thật rõ tên họ thật cùng địa chỉ số điện thoại để ban biên tập tự liên lạc. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi và ủng hộ của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.